Đứa trẻ nào cũng mong được lớn thật nhanh để bước chân vào thế giới của người trưởng thành, nơi mà mỗi cá nhân sẽ được trao một quả cầu thủy tinh phản chiếu cách ta điều khiển cảm xúc. Và tất nhiên, ai cũng muốn giữ gìn cho quả cầu của bản thân được vẹn nguyên, rực rỡ, như một minh chứng rằng mình đã lớn. Chẳng ai muốn quả cầu ấy bị vỡ, để rồi lại phải trở lại làm một đứa trẻ cả. À quên, chưa giới thiệu, tôi là Sơn, người vừa mới nhận được quả cầu của riêng mình và đang trong hành trình tập làm người lớn. Ui, có điểm chuẩn rồi đấy. Điểm chuẩn là chưa? Thế tao bảo, với điểm của mình thì chắc chắn không thừa đâu. Ừ, điểm của mình ổn mà. Đây là tự tin, tìm lạc quan, yêu đời, tự tin tỏa sáng cùng PS. Mọi người nghĩ bọn mình có thể lỗ hơn không? Chưa chắc đâu, điểm năm nay cao như thế cơ mà. Đây là tự ti, tìm quá khiêm tốn, luôn đánh giá thấp bản thân. Lỡ chết rồi, chẳng may mà trượt thì làm thế nào giờ? Không biết đâu, chẳng có chỗ nào để quay đầu nữa. Đây là lo âu, tìm nghĩ nhiều, chơi hệ tâm linh, hay xem tử vi và bói bài tarot. Ui, đừng mãi mới đến ngày này, mọi người nghĩ xem mình sẽ làm gì ở đại học đấy chứ, lỗ trong năm chẳng thế. Hào hứng, tìm chơi hệ lửa, luôn cháy hết mình. Thế này, không biết có đứa nào điểm cao mình không nhở? Gì mình điểm cao nhất ấy. Và cuối cùng là ghen tị, tìm chơi hệ toán học, chuyên làm phép so sánh bản thân với mọi người xung quanh. Chúng mình là cảm xúc của Sơn, chúng mình ở đây để đồng hành với bạn nhỏ này trên hành trình bước vào thế giới người lớn. Ê, cho tôi đi, xếp điểm chuẩn kìa. Yes, nơi u là dễ. Thấy chưa, tôi đã bảo là đỗ rồi mà. Cho bố mẹ tự hào về mình lắm. Tin gì chưa, trường mình có thủ khoa toàn quốc đấy. Cái bạn ở đối diện nhà tớ cũng mới biết tin đạt học bổng 80% luôn cơ. Ôi sao, hình như điểm A cao hơn mình. Bạn còn được học bóng nữa chứ. Ê này, nghe nói chương trình học của sư phạm nặng lắm đấy, lại học bằng tiếng Anh cơ. Chết rồi, chưa gì là thấy lo thế nhở? Nhỡ may mình không theo kịp các bạn thì phải làm sao? Ơ hay, sao mọi người phải lo thế nhở? Thật, ít tới bao nhiêu thứ mình sắp được trải nghiệm rồi. Thôi rồi, cố gắng nào. Mọi người làm được thì mình cũng phải làm được chứ. À, hôm nay là ngày mà mình nhận được quả cầu mà. Chào Sơn, chào mừng bạn đến với thế giới của người lớn, nơi những quả cầu định hình con người chúng ta. Quả cầu mà bạn xác nhận được sẽ phản chiếu cách bạn điều khiển cảm xúc của mình. Bạn muốn quả cầu màu gì, quyền quyết định là ở bạn. Hãy làm cho quả cầu ấy trở thành quả cầu đẹp nhất. Bạn có thể không? Sơn, đây là quả cầu của bạn. Nhưng làm thế nào để thành quả cầu đẹp nhất cơ? Đẹp nhất là như nào? Thôi mệt quá, đi ngủ tí đã. Ê, không cần phải suy nghĩ nữa đâu. Quả cầu đẹp nhất chắc chắn là quả cầu của màu tự tin. Ô này, màu đẹp nhất phải là màu của hào hứng chứ. Hào hứng chỉ là cảm xúc nhất thời, chẳng bền vững. Làm sao mà thành màu chủ đạo cho quả cầu được? Màu tự tin. Cao chứ. Để đả. Này, màu vàng đẹp hơn. Này này, ồn ào quá đấy. Thì người khác chẳng ai người ta cãi nhau như nhà mình không? Để không nghĩ màu nào đẹp hơn. Chẳng đời chúng tôi đỡ cãi nhau. Tôi chỉ đang không hiểu sao quả cầu của mình lại không có vẻ sắc số hơn của người khác. Trời ạ, sao ông cứ đi so đo với người khác làm gì? Vấn đề quan trọng ở đây này. Không có gì quan trọng hơn chuyện tôi đang suy nghĩ cả. Mấy ông mắt thật tự quá đấy. Ngay từ đầu bọn tôi đã không muốn tham gia cái trò này rồi. Chẳng may mà thôi, xấu hổ lắm. Thật sự bọn tôi không nghĩ là chúng ta có thể thắng đâu. Không thắng là không thắng thế nào? Ông không thấy quả cầu của mình rất đẹp nhưng có màu tự tin là màu chủ đạo ạ? Ông đừng tự tin quá như thế chứ. Ông đâu biết chứ điều gì đâu. Nhỡ đâu cuộc đời của ông chỉ toàn những ở đâu thôi ạ? Mấy ông không thể nói nhỏ hơn được à? Nhìn xem những người khác có ai đi cãi nhau vào cái giờ này không? Ông cũng đang nói rất là to đấy. Sao? Ông bắt bẻ tôi à? Ừ đấy, thì làm sao? Ôi đi. Ôi quá. Quá. Trời ơi. Ông mới là người trực tự ấy. Ôi người trực tự ấy. Lần ca. Ôi đi. Cùng thôi. Ôi, may quá. Nó chỉ là mơ. Sao nó lại xám xịt như thế này? Để đến được ngày hôm nay, tôi cũng vài tháng trước đã phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn với bao cảm xúc lẫn lộn khi mà ngưỡng cửa đại học đang dần hiện rõ hơn. Nhưng rồi tôi nhận ra những tự ti, lo âu, ghen tị ấy đã âm thầm tác động tới một phần tự tin, hào hứng còn sót lại. Vì sợ điểm kém, vì sợ trượt đại học mà lòng nhiệt huyết đó cứ lớn dần lên. Nỗ lực, cố gắng, kết quả tốt hơn dần khơi dậy sự tự tin trong tôi và cuối cùng thành quả cũng đến. Tôi đã đỗ đại học. Mọi cảm xúc đã từng đoàn kết, từng hòa hợp để bổ trợ cho nhau như thế. Thử tưởng tượng mà xem,
Chỉ cần thiếu đi dù chỉ một cảm xúc, mọi thứ chắc chắn đã khác. Và tôi cũng đã không trở thành tôi của ngày hôm nay. Vậy mà giờ đây... Tôi xin lỗi mấy ông, tôi hồ đồ quá. Tôi cũng muốn xin lỗi, tôi hơi nóng nảy. Thật ra tôi nghĩ quả cầu của chúng mình cũng có khả năng trở thành quả cầu đẹp nhất đấy. Có lẽ tôi lo hơi xa quá. Cho tôi xin lỗi với nhá. Mỗi cảm xúc đều có một đặc điểm riêng biệt. Dù thiếu đi bất kỳ cảm xúc nào thì tâm hồn Sơn cũng chẳng thể hoàn thiện. Quả cầu chỉ sáng rực khi tất cả màu sắc cùng xuất hiện và hòa hợp với nhau. Cũng giống như thế, Inside Us cho mỗi chúng mình là một câu chuyện riêng, là một bản thể không trùng lập. Giờ đây dưới một mái nhà chung, nên tính cách ấy hài hòa trong nhau, tạo nên một tập thể độc nhất, hệt như ánh sáng rực rỡ của quả cầu khi đó vậy.